Cho vay ở đây các bạn có từ đây này. Thế còn các khoản cho vay mà thông qua thẻ, tức là chúng ta dùng thẻ chúng ta thanh toán, nhưng mà chúng ta được chi nhiều hơn cái mức chúng ta có trong tài khoản, đúng không? Overdraft. Đấy, chúng tiếng Việt chúng ta là thấu chi, thực chất là các bạn có thể chi nhiều hơn cái tiền các bạn có số dư tài khoản. 11. Cái gì đó là một khoản tiền cố định mà cho vay với thời gian cố định và người vay phải trả lãi suất. Đây vậy, đây 11, đây là các khoản cho vay. Danh từ. Đúng không em? Các ngân hàng sẽ thường yêu cầu một số cái hình thức thế chấp, tức là sự đảm bảo. Thế vậy bạn có từ 12 đó là security. Đấy, thế vậy 11 vừa chúng ta chọn, đúng nhỉ? Đấy, 11 vừa chúng ta chọn là đây, thì 12 security. Đúng, tài sản thế chấp. Các bạn có tài sản thế chấp, nó gọi là collateral, tí chúng ta nói. Đây nó gọi là security. Một cái gì đó là một cái agreement mà theo đó người ta rút tiền nhiều hơn có trong tài khoản và họ có thể nợ như với một cái giới hạn nào đó. Đấy, và phải trả lại trong ngân hàng tính theo ngày. Thế vậy cái này có overdraft, hình thức vay tiêu dùng thông qua thẻ. 13. 13 là overdraft bác ạ. Đấy. Không phải credit. Ăn ở đây nó này. Overdraft ở đây là hình thức mà chúng ta mắc dùng một cái thẻ tín dụng chẳng hạn. Thẻ này bác này. Credit card. Và bác có thể quẹt thẻ ngay cả trong tài khoản âm mà bằng không thì bác vẫn chi được. Nhưng mà nếu mà bác dùng cái tài khoản là debit card, giống như thẻ ATM của em thôi, nhưng bây giờ em có thể thanh toán được, thì cái thẻ này em chỉ tiêu khi mà có số dư trong tài khoản. Thế vậy cái credit card ở đấy là trường hợp mà các bạn sẽ overdraft, đấy là bạn vay ngân hàng cho bạn vay để bạn chi tiêu. Cái lãi suất mà ngân hàng đánh đối với khoản cho vay tùy thuộc vào cái, các bạn nhìn đằng sau này, cái khả năng mà khoản nợ đấy càng không được chi trả cao thì lãi suất càng cao. Như vậy cái này nó gọi là mức độ tin cậy tín dụng của khách hàng. Thì bạn sẽ chọn cho thầy cái từ đó là từ rủi ro. Đấy, không trả mà cái rủi ro. Như vậy cái số 4 liên quan đến từ rủi ro. Các ngân hàng còn có thể tạo ra tín dụng, tức là tạo ra tín dụng tức là họ 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 tạo ra tiền. Họ tạo ra tiền đây hiểu cho cái nghĩa, không phải họ in tiền. Ví dụ như bây giờ các bạn cho ngân hàng vay tiền nhưng mà cái tiền đấy nó không nằm ở trong kết ngân hàng mà ngân hàng lại mang cái tiền đấy ném vào lưu thông thông qua việc cho vay. Đấy, thì thông qua quá đó thì bạn thấy họ thức là họ tạo ra tiền trong nền kinh tế, tạo ra một cái lượng tiền lớn hơn trong nền kinh tế. Cái đấy gọi là credit, tín dụng. Số 15. Tuy nhiên các ngân hàng phải giữ một tỷ lệ phần trăm trong khoản tiền gửi của khách hàng. Đấy, để đề phòng ngân hàng mà các khách hàng mà rút thì còn có tiền để trả cho họ. Cái khoản này có các khoản dự trữ. Các khoản dự trữ bắt buộc. Ví dụ như ngân hàng nhà nước quy định là 10%. Thì nếu như chúng ta gửi vào 100 đồng thì ngân hàng phải giữ lại 10 đồng. Có khoản dự trữ bắt buộc. Reserve. Cho nên khi mà ngân hàng thương mại, như ngân hàng nhà nước mà muốn ném đưa cái lượng tiền nhiều hơn vào lưu thông thì họ sẽ giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc này cho ngân hàng thương mại. Thay vì là 10% họ giảm 5% thì ngân hàng sẽ có nhiều tiền hơn để cho vay. Và theo cách như vậy họ sẽ bơm được cái lượng tiền lớn hơn vào nền kinh tế để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Đấy, rất hay, các bạn có thấy không? Để học, chúng mình học nó có tư duy để học tiếng Anh. Đấy, đúng, các bạn đang khai thác đúng thế mạnh của thầy. Đó là kiến thức không chỉ ở lĩnh vực business mà cả lĩnh vực về luật, về chính trị, về y học, về xã hội học, về nhiều mảng khác nhau. Và bây giờ các bạn tiếp tục điền vào để chúng mình học từ. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi đi ra ngân hàng là thời điểm nào. Tôi rút tiền từ cây rút tiền tự động. Tất nhiên là chúng ta kể lại, chúng ta phải, đúng không? Thế vậy chúng ta cứ điền số vào đây nhé. Một là withdraw. Và tôi làm mọi thứ trên Internet.
như là thanh toán hóa đơn. Đấy, và chuyển tiền từ tài khoản vãng lai sang tài khoản tiết kiệm. Ví dụ như lúc mà các bạn đi làm lương trả cao nhưng bạn chi vừa phải thôi, nhưng mà các bạn vẫn có số dư tài khoản, bây giờ bạn muốn chuyển nó thành một khoản tiết kiệm. Như vậy đây chúng ta sẽ có số 2 ở đây chính là thanh toán. Thanh toán hóa đơn. Pay. Robbing nhé, bởi vì đây là line, là giấy từ. Còn đây là chuyển từ tài khoản này. Ví dụ như các bạn bảo thế hôm nay em đến làm gì ạ? Dạ em mở sổ tiết kiệm, thế tiền đâu đưa cho chị kiểm đếm? Dạ tiền của em ở trong tài khoản ạ, chị chuyển từ tài khoản của em sang sổ tiết kiệm được không ạ? Đấy, các bạn hiểu không? Thế cái đấy là transfer số 3. Transferring, các bạn cho vô bình vào đấy. Rất tốt, thế thầy đang giảng giải các bạn dễ hiểu nhá. Thầy dạy không hấp tấp cái gì cả vì chúng mình đang học rất nhiều kiến thức hay. Hoặc họ có thể thực hiện cái việc nó gọi là ủy nhiệm, à nó gọi là trích nợ tự động trực tuyến. Như vậy chúng ta có thể thực hiện trích nợ tự động trực tuyến. Như vậy các bạn sẽ có cái từ nó gọi là set up. Sau đó các bạn đang ở trên đúng không? Thầy đang transfer. Tiếp tục số 4 này. Bạn có thể set up. Số 4 này là set up. Có thể thay đổi hoặc hủy cái việc trích nợ tự động. Thế vậy, set up là chúng ta thực hiện nhé. Chúng ta thay đổi nhé, xong chúng ta hủy. Thế vậy hủy. Số 5 là hủy, cancel. Đúng rồi, rất tốt chưa? Và tôi cũng kiểm tra cái số dư trên tài khoản trực tuyến luôn, xong in luôn, sao kê luôn. Đấy, kiểm tra số dư. 6, check. Thế chúng mình đang học collocation đây. Học từ vựng đấy, học phải thế này em ạ. Chứ bây giờ không có chuyện là cái từ này trong tiếng Anh bằng từ nào trong tiếng Việt, xong ngồi tra từ điển học thế chả nhớ đâu. Nhưng đây là học từ trong ngữ cảnh. Bạn không cần phải đi ra ngân hàng đấy để mở thẻ tín dụng. Bình thường bạn nói em đến làm gì vậy, em mở một cái thẻ tín dụng. Thì các bạn không open, các bạn không đi Google. Thứ nhất là bạn apply for, bạn đề nghị. Số 7. Đúng rồi, rất tốt chưa? Apply for credit card. Các bạn cũng có thể nâng cái giới hạn thấu chi do hệ thống ngân hàng thương mại cung cấp cho bạn để bạn thanh toán qua thẻ. Nâng, increased. Số 8. Bạn hoàn toàn có thể làm trực tuyến được. Bạn thậm chí có thể apply for, giống như bạn mở thẻ, bây giờ bạn có thể đề nghị vay một khoản vay, hoặc là overdraft, hoặc là mortgage, đó là khoản vay. Chỉ trên trực tuyến thôi. Nhưng nói chung là tôi chưa làm cái điều đó bao giờ. Tôi không sử dụng nhiều các dịch vụ mà họ cung cấp. Rất tốt hiểu. Số 9 là cung cấp. Nhưng họ luôn gửi cho tôi những lá thư đề nghị, những lời khuyên về đầu tư, quản lý tài sản, bảo hiểm, vân vân. Thế vậy gửi, sending, rất tốt ngữ pháp, rất tốt Minh Nguyệt. Sending. Quản lý tài sản. 11. Tôi nhớ là lần cuối cùng mà tôi ra ngân hàng là tôi mua một ít ngoại tệ để chuẩn bị đi du lịch nước ngoài. Mua. 12. Này các bạn thấy hay không? Thế vậy vừa các bạn đang học nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Và bây giờ chúng ta chuyển sang xem ngân hàng thương mại còn có cái nghiệp vụ đối với các khách hàng doanh nghiệp là những cái gì. Vừa khách hàng cá nhân đúng không? Giờ sang khách hàng doanh nghiệp. Nhiều ngân hàng thương mại họ cũng đưa ra những cái dịch vụ khá đặc biệt cho các doanh nghiệp entrepreneurs, là doanh nghiệp. Đó bằng từ enterprises, các doanh nghiệp, các doanh nhân. Thành lập doanh nghiệp nhỏ. Thế vậy đây chúng ta từ setup. Thành lập doanh nghiệp. Như lời khuyên là viết các kế hoạch kinh doanh. Đấy. Hoặc là dự báo về doanh số, về chi phí. Số 2. Thế rồi là phân tích về các báo cáo tài chính, chuẩn bị và phân tích. Số 3.
rồi nhé. Rồi họ thực hiện cái gọi là phân tích để tìm ra cái điểm mạnh của công ty là gì, điểm yếu là gì, công ty có những cơ hội gì và những thách thức gì. Các bạn viết tắt của những cái từ này này. Đấy. Thì ở đây chúng ta gọi là do. 4. Các ngân hàng thương mại còn có thể cung cấp các, cho các công ty nhiều các dịch vụ tương tự như là những cái dịch vụ họ cung cấp cho các khách hàng cá nhân. 6 là provide, như là mở tài khoản cho vay, đấy, thẻ vân vân, nhiều các nghiệp vụ giống khách hàng cá nhân. Các tài khoản của các công ty tại ngân hàng nó cũng cho phép các ngân hàng đấy, các công ty ấy thực hiện việc thanh toán hoặc là xử lý những cái khoản thanh toán thông qua thẻ. 7 là process. Các ngân hàng thì thường có thể cung cấp cả những cái hình thức overdraft facility, tức là cho doanh nghiệp vay để chi tiêu thông qua thẻ hoặc các khoản cho vay ngắn hạn trong trường hợp mà công ty đấy nó gặp khó khăn về tính thanh khoản trong tạm thời bởi vì khách hàng đang thanh toán chậm, thanh toán chậm, late là chậm này. Đấy, fast. Số 8. Đấy các bạn thấy hay không? Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, các bạn cứ học về phần 2 và chúng mình sẽ đọc báo và chúng mình sẽ học về phần writing. Các bạn cứ học thêm một bài nữa để chúng mình học được rất nhiều kiến thức hay. Đấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem công cụ lãi suất và ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước, xem họ dùng lãi suất như thế nào. Các bạn cùng thầy này. Các bạn sẽ học một loạt những cái từ vựng sau. Đó là blue chip company, floating variable interest rate, collateral, credit worthiness hoặc credit rating, money supply, mortgage, spread. Bạn học bắt đầu nhìn vào cái nghĩa của nó nhé. Đây chúng ta học định nghĩa đấy. Đây này, ước tính về khả năng thanh toán của người vay, khả năng trả lãi suất và khả năng trả cái khoản vay đấy. Như vậy đây nó gọi là mức độ tin cậy tín dụng. Và dựa vào đây các ngân hàng sẽ quy định mức độ lãi suất là cao hay thấp. Cho nên chúng ta có số 1 ở đây là credit rating hoặc là credit worthiness. Hay không? Số 2, các khoản cho vay để mua nhà, mua bất động sản. Thì chúng mình học rồi đúng không? Mortgage. Số 3, các tài sản mà đảm bảo cho các khoản vay. Ví dụ bây giờ bạn muốn vay tiền ngân hàng thì bạn phải có tài sản thế chấp. Và nếu mà bạn không trả được thì bạn sẽ bị tịch thu cái tài khoản thế chấp đấy. Thế vậy chúng ta có tài sản thế chấp nó gọi là collateral. Hay không? Số 4. Các công ty lớn có danh tiếng và họ có thành tích là lợi nhuận tốt. Thì thường đây là những công ty mà vay rất dễ và được hưởng lãi suất thấp. Thì đây gọi là blue chip company. Và cái cổ phiếu của nó trên thị trường thì cũng có tính ổn định cao. Nó gọi là blue chip gì nhỉ? Đấy, stock. Các cổ phiếu của các công ty này. Thế vậy, các bạn có số 4. Số 5. Sự thay đổi tăng hoặc giảm theo cung cầu tiền. Đấy, thế vậy. Cái này nó được gọi là nó thả nổi, nó gọi là lãi suất thả nổi, sẽ thay đổi tùy theo cái cung cầu. Số 5, thả nổi là từ floating này, nó không cố định. Số 5, nó thay đổi tùy theo tình huống. Số 6, sự khác biệt chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Ví dụ bây giờ bạn mua cổ phiếu với giá đúng nhỉ, 2, sau này bạn bán nó với giá 4 thì cái khoản spread là khoản chênh lệch, là khoản mà bạn sẽ được hưởng, thì cái từ đó là spread. Số 6, tổng lượng tiền lưu thông trên kinh tế nó gọi là cung tiền. Và muốn tăng cái cung tiền đấy thì không phải in tiền đâu, mà thực hiện một số cái nghiệp vụ, trong đó có cái nghiệp vụ như vừa thầy nói các bạn là giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại. 7, bắt đầu chúng ta tìm hiểu. Ở hết các quốc gia thì ngân hàng trung ương họ sẽ cố định, tức là đưa ra một mức lãi suất tối thiểu. Họ đưa ra mức độ lãi suất tối thiểu
cái đấy gọi là lãi suất chiết khấu discount rate. Mà tại đó họ sẽ đưa ra các khoản cho vay bảo đảm bảo cho ngân hàng thương mại, tức là ngân hàng nhà nước họ cung cấp tín dụng cho ngân hàng thương mại, họ cung cấp tiền cho ngân hàng thương mại các khoản cho vay với cái lãi suất thấp nhất thế này, lãi suất chiết khấu để ngân hàng thương mại. Và cái lãi suất thấp này sau đó thì ngân hàng phải dựa vào lãi suất đó, họ sẽ bắt đầu họ đưa ra mức lãi suất đối với người gửi tiền và với người vay tiền. Và cái lãi suất đấy gọi là lãi suất cơ bản. Tu. Tu gì các bạn nhỉ? Cái lãi suất thấp nhất mà ngân hàng thương mại charge và lend money to. Blue chip company, tức là đưa các công ty đó thấp nhất. Các bạn, chúng ta có blue chip company số 1, thì chuyển đổi màu khác nhé. Lãi suất thấp nhất, cái tỷ lệ suất mà người vay trả tùy thuộc vào mức độ tin cậy tín dụng của họ. Số 2, các ngân hàng họ là các tổ chức kinh doanh, họ phải có lợi nhuận các bạn ạ, cho nên họ kiếm lợi nhuận bằng cách nào? Chính là từ cái sự chênh lệch giữa cái lãi suất tiền gửi với lãi suất cho vay. Số 3 là spread. Những người vay tiền thường sẽ được hưởng lãi suất thấp nếu như cái khoản vay đấy được đảm bảo bằng cái tài sản thế chấp nào đó, sổ đỏ, nhà đất, nhà cửa chứ các, tài sản thế chấp. Hay gì nha, các bạn cứ học cái này, cái phê. Hệ quả là thường các khoản cho vay mua nhà thì bao giờ cũng rẻ hơn là các khoản cho vay để mua ô tô hoặc mua du thuyền. Vay nhà thì vẫn có cái nhà thế chấp, ô tô thì giảm giá theo thời gian đấy các bạn. Không ao. Tài sản thế chấp. À sorry các bạn. Hệ quả là các khoản cho vay mua nhà. Lãi suất dài hạn thì thường cao hơn lãi suất ngắn hạn. Ngoại trừ khi ngân hàng trung ương tạm thời giảm lãi suất, à, giảm cung tiền đây, bằng việc làm cho cái tín dụng nó khan hiếm, thế vậy họ sẽ giảm cung tiền để kiềm chế lạm phát chẳng hạn, như các quốc gia đang Mỹ vừa là giảm cung tiền bằng cách tăng lãi suất. Số 6, các khoản cho vay dài hạn thì bao giờ cũng có lãi suất thả nổi, tức là lãi suất tùy, không được cố định mãi cái này được, phải tùy theo cái tình hình thị trường. Sao ai? Số 7, rất hay. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta phải có một cái nền tảng kiến thức rất đa dạng như vậy. Ngân hàng trung ương nhìn chung đóng vai trò là ngân hàng cho cả chính phủ và cho các ngân hàng thương mại. Họ phát hành tiền giấy, quản lý dự trữ ngoại hối, vàng. Họ xuất bản những cái thông tin về tình hình tài chính tiền tệ ngân hàng của mỗi quốc gia và tham gia vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Tuy nhiên mục tiêu chính của ngân hàng trung ương là giữ cái giá trị của đồng tiền. Phải giữ được cái giá trị của đồng tiền, trong đó có Việt Nam đồng. Phải giữ được cái giá trị đồng tiền. Currency. Chính sách tiền tệ được thiết kế để đạt được cái sự ổn định về tài chính. Đó là giúp nền kinh tế tăng trưởng nhưng không bị lạm phát. Đấy, các bạn thấy hay không? Nền kinh tế tăng trưởng nhưng không bị lạm phát. Chứ bây giờ mà nền kinh tế của chúng ta vừa tăng trưởng 8,1% nhưng mà có thấy ai vui đâu. Bởi vì người ta bảo tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay trong mấy thập kỷ, nhưng mà sao lại không thấy chúng mình tốt giàu lên nhỉ? Bởi vì lạm phát nó cao. Còn các bác cứ bảo 4% nhưng mà đấy là con số của các bác ấy. Còn chỉ có những người đi chợ thì người ta mới biết là nó cao thế nào. Cho nên có thể là tăng trưởng kinh tế 8,1% nhưng mà dân không vui. Chính sách tiền tệ điều hành đấy, thông qua việc ảnh hưởng tới cái giá của tiền, tức là lãi suất. Thực chất là họ thực hiện thông qua công cụ lãi suất. Ở nước Anh thì ngân hàng trung ương Anh, nó gọi là Bank of England, sẽ chịu trách nhiệm về quyết định mức độ lãi suất ngắn hạn
cần thiết để đáp ứng được cái mục tiêu lạm phát hàng năm được đưa ra bởi chính phủ. Chính phủ đưa ra cái mục tiêu lạm phát chứ. Inflation. Để có mức độ lạm phát thế này thì lãi suất phải thế nào? Đấy, để các bạn hiểu là kiến thức này là kiến thức mà nó rất giá trị. Ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ thông qua một loạt các nghiệp vụ tại thị trường tài chính. Thường bao giờ cũng có hiện tượng thiếu tiền mặt hay thiếu tính thanh khoản trên thị trường tiền tệ tài chính vào mỗi ngày. Khi các ngân hàng thương mại họ phải giữ lại một cái khoản dự trữ tối thiểu tại ngân hàng trung ương, minimum reserve, tiền mặt. Đây thì không gọi là reserve mà gọi là tiền mặt. Đấy, chúng ta phải tùy ngữ ngữ cảnh. Ngân hàng trung ương sẽ cung ứng một cái khoản quỹ cho ngân hàng thương mại để có được cái sự cân bằng vào cuối một ngày thanh toán. Và họ sẽ đưa ra mức độ lãi suất chiết khấu đấy để cho vay, để thực hiện cái khoản cung cấp cái khoản quỹ này cho ngân hàng thương mại. Và cái lãi suất này sẽ nhanh chóng tác động đến toàn bộ hệ thống tài chính. Vì vậy ngân hàng thương mại họ sẽ đưa ra mức độ lãi suất cơ bản mà họ sẽ tính toán đối với lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay. Đấy, đối với cả borrower và saver, gửi tiền. Và đến được đó, cái lãi suất này sẽ tác động tới các biến số về chi tiêu, về sản lượng, về việc làm, đến giá và chi phí. Lãi suất nó tác động rất nhiều. Các bạn nhớ là lãi suất, mọi thứ của nền kinh tế xoay xung quanh lãi suất. Lãi suất thay đổi, mọi thứ nền kinh tế thay đổi. Đấy, tác động đến việc làm, tác động đến sản lượng, tác động đến chi tiêu, tác động đến đầu tư. Lãi suất thay đổi tác động đến mọi thứ. Ngân hàng trung ương sẽ cố gắng thiết lập mức độ lãi, đưa ra mức độ lãi suất mà ở đó và đảm bảo rằng cung và cầu nó phải khớp nhau hay đạt được cái khả năng năng suất của nền kinh tế, tức nền kinh tế vận hành tốt, lãi suất phải khiến nền kinh tế vận hành chuyên chu hiệu quả. Còn nếu mà cao quá, thấp quá nó sẽ có vấn đề này. Nếu lãi suất mà quá thấp thì đương nhiên là chúng ta vay và chúng ta đầu tư nhiều, đúng không? Thì điều này sẽ khuyến khích nhiều hoặc là chi tiêu. Thế vậy khuyến khích nhiều cái gì thì chúng ta phải mở ra, khuyến khích nhiều việc cho vay, borrowing, divide, borrowing, khuyến khích nhiều cái việc divide. Lãi suất thấp trả tội gì không vay, vay xong rồi tiêu. Đấy. Và khi mà lãi suất thấp, người dân chi tiêu nhiều, doanh nghiệp vay nhiều, đầu tư nhiều, thì đương nhiên là nhu cầu về hàng hóa dịch vụ nó phải tăng lên nhiều hơn cái mức mà nền kinh tế có thể cung ứng. Từ bắt đầu xuất hiện hiện tượng là cầu cao hơn cung, nó gọi là dư cầu. Đấy, thì lúc đấy là giá nó phải tăng lên và dẫn đến lạm phát. Đấy, các bạn thấy không? Lãi suất thấp quá đấy, lạm phát đấy. Còn nếu như mà lãi suất mà nó cao quá thì ngược lại các cá nhân và các hộ gia đình sẽ vay và chi tiêu ít đi, công ty sẽ đầu tư ít đi, sáu đầu tư ít đi. Lãi suất cao thế thì đầu tư được gì? Và nên nó sẽ dẫn tới lạm phát giảm, nhưng nó còn làm cho sản lượng giảm. Bây giờ các công ty có sản xuất nhiều đâu mà chả giảm, và có bán, người dân có mua hàng nữa đâu mà sản lượng chả giảm. Và khi mà công ty cắt giảm sản lượng, cắt giảm sản xuất thì thất nghiệp tăng. Và chính sách tiền tệ, đấy, chúng mình đang nói về chính sách tiền tệ đấy, được thiết kế để đạt được cái sự ổn định về giá, tức là không dẫn đến lạm phát. Tất nhiên một số sản phẩm giá tăng, một số sản phẩm giá giảm, nhưng nhìn chung giá chung nền kinh tế nó sẽ phải không đổi để đồng tiền đấy được giữ giá trị. Cho nên chúng ta phải giữ được cái giá trị đồng Việt Nam đồng. Chứ bây giờ mà 40 đô, 40.000 ăn 1 đô thì các bạn cứ thử đi du lịch mà xem vỡ mồm. Các bạn có thể mua cái hàng hóa mà nhập từ nước ngoài vào vỡ mồm. Đấy. Các bạn, bố mẹ bạn nào mà gửi tiền sang cho con cái học ở nước ngoài cũng vỡ mồm. Đắt quá.
Bây giờ phải mất 40k thì mới được 1 đô, còn trước đây thì có 23, 24. Cho nên là chúng ta phải giữ bằng được giá trị đồng Việt Nam đồng, chứ không thì chúng ta khốn khổ khốn nạn với thế giới. Bởi vì chúng ta nhập rất nhiều các bạn ạ. Việt Nam chúng ta có tự túc được mấy đâu. Chúng ta phải nhập nhiều. Đấy, rồi rất là lạm phát. Bởi vì khi mà giá cả mọi thứ nó tăng lên rất là lạm phát. Nguy hiểm. Sự ổn định về giá sẽ giúp người dân đưa được ra những quyết định mà có kế hoạch trước, rằng tiết kiệm thế nào, chi tiêu ra sao, đầu tư thế nào, tiêu dùng thế nào, sản xuất ra sao. Nói chung là tất cả mọi thứ đều có quy định rõ ràng như thế. Ngân hàng trung ương có thể thay đổi được cái lượng cung tiền trong lưu thông, nhưng không phải bằng cách là họ in tiền nó nhé. Tất nhiên họ cũng in tiền ở trong một vài cái bối cảnh mà họ không có một cách nào đó để họ tăng cung tiền được nữa. Thường họ sẽ tăng cung tiền bằng cách họ thay đổi cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Như vừa chúng mình nói đấy, là ngân hàng thương mại phải giữ lại một cái khoản dự trữ buộc là 10% khoản tiền gửi. Đấy. Chính là cái lượng tài sản mà ngân hàng thương mại phải keep in balanced trong cái số dư tài khoản của mình. Số 7. Và một cách thứ hai mà ngân hàng trung ương có thể góp phần tăng cung tiền, đó là họ sẽ thực hiện cái nghiệp vụ thị trường mở, tức là bán cái trái phiếu chính phủ của họ cho ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại mua đó. Đấy. Thì sẽ, cho nên khi mà chính phủ bán trái phiếu chính phủ của mình thì họ sẽ thu được tiền về, là giảm cung tiền. Còn nếu như mà họ muốn tăng cung tiền thì họ sẽ mua cái trái phiếu đi về, thì ném được cái lượng tiền về lưu thông. Cho nên đây là một cái cách thứ hai để tăng cung tiền. Đấy là thầy của trò mình đang nói chính sách tiền tệ. Cung ứng một cái tính thanh khoản ngắn hạn cho ngân hàng thương mại thì được gọi là cái nghiệp vụ người cho vay cuối cùng. Ngân hàng trung ương có thể cung cấp cái sự đảm bảo bằng việc cho vay tiền cho các thể chế tài chính yếu kém, hoặc giúp các khoản thanh toán, vân vân, nếu như cái sự thất bại của ngân hàng nó nguy cơ lan rộng tới hệ thống tài chính và khiến các hệ thống tài chính khác phải phá sản và gây ra một cái sự sụp đổ của hệ thống tài chính và nền kinh tế. Nhưng cái nguy cơ của cái nghiệp vụ người cho vay cuối cùng là đôi khi các ngân hàng thương mại họ sẽ dựa vào đó để họ có những cái hành vi thái quá, không đảm, nó gọi là hành vi rủi ro thái quá. Đó là khuyến khích cái excessive. Nếu như ngân hàng tin rằng họ không thể đổ vỡ được, kiểu gì bị được chính phủ cứu, chứ mình mà vỡ